Được nữa đi. Này mặn nha. Mày ăn cái thảo mặn nha. Ăn được mà. Ăn đi. Trời ngã rồi. Ăn ra gì nữa mệt quá à. Ăn đi. Ăn đi. Ăn đi. Đó rồi cái rau đi vô vô. Rồi bỏ lên cơn hả? Nó có mặn không nào. Nghĩ cơn rồi. Rau ấm nè, cá nấu rồi. Ăn đi quá rồi. Cơn cái gì? Mà cắt cái chút với ăn được chứ còn thịt gà thì ăn theo. Bánh xèo. Ăn bánh xèo đi, đó gỏi đó, gỏi đi. Bánh xèo, gỏi này. Buồn bá hai cũng không có về hả anh sao? Trời ơi, mới cái gì hôm qua. Thật. Tôm thì đụng dưới hỏi luôn kìa. Tôm hả? Để cái bọc lấy cái bọc lại để dĩa trước đây rồi nó lấy bọc cho. Đây là ông thổ thần. Đây chiều. Đây là ông nội. Hôm qua ghé vào cô Tư. Ông nói qua đi chiến đòi về chích thuốc rồi cũng phải chặn. Ăn đi bụi ơi. Nhà quay phim. Phim nó chuyển qua thì nó mày. Nhà được bạn chứ mà. Nói Đã ngủ rồi. Anh đi hết luôn đi.